chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình đi gặt anh em ạ. Hôm nay trời rất là nắng nóng. Nhưng mà đi gặt này thì phải nắng như thế này thì nó mới thích. Bây giờ mình đang xuống ruộng anh em ạ. Ở đây thì lúa chưa chín này. Trời nắng nóng như này thì mặc áo như này cho nó chống nắng anh em ạ. Bây giờ mấy hôm nay thì vẫn còn làn da vẫn còn trắng trẻo. Mấy hôm nữa chắc là đen xì với cái nắng như thế này. Người đang gặt rồi, chưa đến nơi các bác ạ. Đây mọi người đang gặt ở phía đằng kia. Đây là cánh đồng bắp ta các bạn nhé. Thanh niên đẹp trai. Gặp nhanh phết nhỉ. Đây, cho các bác xem phần. Áo khoác đi sợ đen làn da. Đặt mỗi mảnh này thôi không? Ô thì thử nhanh 30 phút. Chào gái xinh. Hả? Ôi quên, nó không mang rồi. Để em chiều đằng sau ấy. Ai gặt khi đâu? Đặt lên nhá.
Quê bọn mình thì gặt bằng tay thôi các bạn ạ. Quê các bạn sắp xong rồi anh em ơi. Ý này rồi, mốt lần sau nhiều mới gọi giúp nha, ít quá không bỏ. Đã xong rồi anh em ạ. Hôm nay lấy ít quá, lấy ít mà nhiều người. Còn ở bên này thì lúa nó còn non, chưa gặt được. Ở bên kia thì chị em sẽ bó lúa lại một tí nữa, gánh ra tận đường cái bên kia này anh em. Hôm nay nắng to sướng nha. Ok anh em, đã xong rồi anh em ạ. Tuấn bảo ăn về giật cốc chín cái rồi. Đấy, ở chỗ các bạn đang có gánh lúa như này không? Ở trên mình toàn gánh như này thôi. Gánh đi một đoạn khá là xa các bạn ạ, khoảng 500 mét. Cuối cùng cũng đã xong anh em ơi. Mệt quá. Chỉ có mỗi công đoạn tuốt lúa thì mới có máy thôi các bạn ạ. Còn đâu thì phải làm bằng chân tay hết. Đấy, thanh niên đẹp trai. Thế là buổi đi gặt của mình ngày hôm nay đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Và thành quả là những cái hạt lúa vàng, những cái bao thóc mà chúng ta thường hay ăn các bạn ạ. Mình xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.